nha Kim Anh Thảo à. Sáng nay là em đón lọc của cô My, cô từ Đà Lạt. Đây cô My cho con mượn tay nha. Cô lựa một cặp vòng vàng nữ trang 980 ha. Trọng lượng mỗi vòng này là 2 chỉ. Đây đeo một cặp. Và bên tay đây là cô đeo một bộ xi men. Đây là bản 7 ly móc máy cực kỳ sáng luôn. Bộ này là gần một lượng mốt quý khách nha. Cô đeo một ly 50, bên em có từ ly 50 đến ly 62 luôn. Rồi con cảm ơn cô mình nhiều. Cô lựa một sợi dây mẫu dây họa tiễn ống nha. Đây họa tiễn ống bọng, con đeo cho cô luôn nha. Rồi, đeo bông tai luôn, bông tai vòng móc máy rất là sáng luôn. Móc máy này đeo nó sáng bền lắm luôn. Quá đẹp luôn. Tổng trị giá bộ này của cô My là gần 95 triệu ha. Rồi con gửi cô nha. Cảm ơn cô, chúc cô sức khỏe làm ăn phát tài nha. Tháng xong lại mua như thế này nữa. Dạ cảm ơn cô. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo. Tối nay là em đón tiếp vợ chồng anh chị ở hôm nay. Anh chị lựa mẫu lắc nha. Đây là mẫu lắc con cọp. Quá đẹp luôn. Ba thẻ cọp ha. Trọng lượng cái lắc này là một lượng 74/3, trị giá là 71.800. Móc máy rất là sáng đẹp luôn. Đây ngậm ngọc luôn. Màu đỏ cam ha. Đây mẫu dây ống, ống đút khúc chạm rồng. Dây này là 1 lượng 8, chiều dài là cỡ 4,5 tấc. Anh thích đeo ngắn nha. Và anh lựa thêm 2 mẫu nhẫn, mẫu sư tử ha. Và một mẫu nhẫn lông lân quy phụng. Mẫu nhẫn lông lân quy phụng này em về đủ màu cho mấy anh trai đeo phong thủy luôn nha. Lông lân quy phụng đây là mẫu tứ linh nha. Tự thân cơ, tự may mắn tài lộc nha. Tổng trị giá bộ này của anh chị là 4,5 lượng, 4,4, trị giá là 187.500. Rồi em cảm ơn anh chị rất là nhiều nha. Rồi em để hộp cho mình. Dạ xin kính chào quý khách định vàng Kim Anh Thảo à. Trưa nay là em đón tiếp chú Nghĩa. Chú qua lựa một sợi dây và một cái lắc nha. Đây là vàng nữ trang 980. Mẫu dây đây là dây ống họa tiễn khúc chạm rồng. Thêm cái mặt rồng nữa rất là đẹp luôn. Trọng lượng cái dây với mặt này là gần 1 lượng 3 quý khách ha. Thêm một mẫu lắc khoen lật. Đây mẫu lắc khoen lật thẻ nha. Lắc này là một lượng mốt 4/9. Tổng trị giá bộ này của chú Nghĩa là 153.700. Rồi con xin phép đeo cho chú nha. Quá đẹp luôn. Như thế này. Chú đeo tay nào à? Quay quay cái tay lại dùm con một chút. Rồi xuất sắc luôn á. Rồi con gửi hóa đơn, cảm ơn chú Nghĩa nhiều nha. Chúc chú Nghĩa sức khỏe làm ăn phát tài à. Cảm ơn chú. Dạ em xin kính chào khách tiệm nhà Kim Anh Thảo à. Trưa nay là em đón tiếp chị Minh. Chị qua lựa một lắc 7 cá à. Rất là đẹp luôn quý khách nào, móc máy cực kỳ sáng luôn. Form lắc này là một lượng. Chị cần lựa thêm 3 mẫu nhẫn. Mẫu nhẫn hột cao viền 3 tầng tắm ha. Một mẫu nhẫn hột cao vuông và một nhẫn kim tiền đeo phong thủy tài lộc nha. Nhẫn kim tiền là một chiếc là tầm cỡ 23 phân nha quý khách ha. Tùy bản lớn bản nhỏ nha. Mình đeo phong thủy may mắn luôn. Tổng trị giá bộ này của chị là gần 55 triệu. Quá đẹp luôn á. Rồi anh em bẻ hộp cho chị Minh nha. Cảm ơn chị Minh nhiều. Dạ em xin kính chào quý khách nhà Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón đầu em thấy. Chị thấy lựa một cái lắc đây là 7 hàng kim tiền. Đây là vàng nữ trang 980 của khách nhà, rất là đẹp luôn. Khóa này là khóa đúc xuất chắc nha. Trọng lượng cái lắc này là gần 2 lượng nha. Trị giá là 126.700.000. Quá đẹp luôn. Này, lắc bản này là mình đeo nhìn tròn tay rất là sang luôn. Rồi cái này em để hộp cho chị Thúy nha. Cảm ơn chị Thúy nhiều. Dạ xin kính chào quý khách tiệm bán Kim Anh Thảo ạ. Hôm nay là em có lọc của anh chị Tâm nha. Hôm nay anh chị qua ủng hộ em với chị nè. Đây là 14 dòng xi men là tương đương 2 bộ nha. Bản này bản 5 ly luôn, móc máy. Trọng lượng vàng bộ này là 1 lượng 9 hơn dùm em gái nha. Xuất sắc luôn, móc máy với chị hai chạm bi nè. Đó, tổng số tiền hôm nay anh chị ủng hộ em á, là 77.907.000 nha. 2 bộ xi men bản 5 ly đó đeo hết nguyên cái tay của chị nè. Trời nó suông đúng đẹp luôn nè anh chị ơi. Đó. Rồi em cảm ơn anh chị Tâm hôm nay ủng hộ em nha. Em gửi chị hóa đơn ạ. Cảm ơn chị nhiều ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm nhà Kim Anh Thảo à. Trưa nay là em đón tiếp anh Cường.
lựa một mẫu lắc nha. Mẫu lắc này mẫu lắc hàng rào nha, thẻ thương hiệu luôn. Trọng lượng cái lắc này là một lượng mốt 4 phân ha, giá là 46.800. Rất là đẹp luôn, khóa đây là một khóa hộp ha, có một khóa dự phòng nữa. Rồi bên em để hộp cho mình nha. Mình đeo luôn hay để hộp chị? Cái dây mà to hơi thắng. Dạ em xin kính chào chị Nhàn Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón tiếp chị Thảo. Chị qua lựa nguyên một set bộ nha. Đây là vàng công ty 610, gồm một sợi dây mặt dây chuyền đôi bông nhẫn và vòng nha. Đây là đai kim tiền rất là đẹp luôn, mẫu nhẫn hộp cao, vòng hộp cao luôn. Đây hơi cao nhẹ lên hơn set bộ. Bông tai này là bông bích đẩy nha, mình đeo nó sẽ ôm cái bàn tay của mình. Dây đây là mẫu dây mì ép nhỏ. Tổng bộ này của chị là 4.8 à, trị giá là 22 triệu. Vàng bên em là mình đeo sau này mình muốn đổi mẫu là vàng đổi sang ngang bùa đường cong với hết nha, không cần bùa kinh lệch vàng gì hết. Và bên em sẽ bảo hành tất cả những hộp tấm nhỏ này cho khách hàng của mình ha. Rồi cái này em để hộp cho chị Thảo nha, cảm ơn chị Thảo nhiều. Dạ xin kính chào khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Chiều nay là em đón tiếp chị Hoa, chị qua lựa một bộ trang sức cưới nha. Set bộ của chị là có dây cô dê liền mặt hoa mai ha, có ống đá luôn và có lắc hoa mai, thêm đôi bông nữa, bông này bông đích vặn nha. Sợi dây này là gần 5 chỉ, lắc là 3.2 và đôi bông tai là gần 1 chỉ hơn nha. Tổng trị giá bộ này của chị Hoa là 59.463.000. Quá đẹp luôn, đây là vàng nữ trang 980 nha quý khách. Vô mùa cưới này rồi bên em phục vụ quý khách là rất là nhiều mẫu mã ha. Em xin kính chào quý khách nha. Khách nào mà có bên em á là có đổi mấy cái trang sức mà vàng lạ luôn, là đổi khi mình cưới xong á là bên em sẽ hỗ trợ cho khách đổi sản phẩm mới á, đổi ngang thôi, chỉ bù tiền công thôi. Mời quý khách ghé tiệm em nha. Rồi anh em để hộp cho chị. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo à. Tối nay là em đón hộp của anh Trực, anh quên lựa một mẫu dây nha. Đây là mẫu dây thần đúc đặc luôn, phơm dây này là dài 6 tấc ha, trọng lượng là 3 lượng 1. Khóa đây rất chắc quý khách nè, có hộp ha. Cái này em đeo trên Trực luôn nha. Trị giá cái dây này của anh là 127 triệu. Rồi anh để anh hóa đơn nha. Cảm ơn anh nhiều.